Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đỉnh Trống Trơ các bạn ạ. Hôm nay ở giữa bản Trống Trơ, mọi người hôm nay thì cũng khá là vắng ở đây. Thì buổi sáng hôm nay thì mình nghe tin anh em ở trong này cũng báo ra là hôm nay là dân bản tập trung đi làm đường để chuẩn bị là gặt lúa nương các bạn ạ. Đấy, bây giờ là đến mùa rồi, mùa này là mùa rất là bận bịu của bà con. Tới nay là còn ví dụ làm cầu làm kiếc nó vướng vào cái thời gian mà gặt lúa nương này là cũng khá là khó khăn đấy các bạn ạ. Nhưng mà một năm nó chỉ có một tháng là bà con tháng lúa nương này là tháng 10 này là tháng bận nhất của bà con. Hôm nay thì mình lên đây thì không phải mà quay công trình nào cả, mà hôm nay thì đi cùng đi xem bà con sửa cái tuyến đường để ra làm lúa nương và quay những cái cảnh mùa lúa nương cho các bạn xem lúa nương người Mông sẽ như thế nào. Bà con thì sửa đường này là đường này không phải là đường đi đi ra ngoài, mà đường này đường đi canh tác các bạn ạ. Đường ra nương lúa đấy. Nay thì chúng ta sẽ trở lại với dân bản Trống Trơ. Cũng lâu lâu rồi không quay cả bản làm việc khí thế như thế nào, thì hôm nay mình lên đây cập nhật tình hình cho tất cả các bạn cũng biết. Còn phía bên Tà Trơ thì lái xe tuyến cũng chở cát vào rồi, nhưng mà bên đấy thì bà con mấy hôm nay cũng gặt ruộng bậc thang các bạn ạ. Đấy, cũng khá là bận. Còn team ở bên bên Háng Gàng, bản trong Háng Gàng thì hôm nay là team bắt đầu vào là kéo điện rồi là đào móng đào miếc gì là cho cụ Pàng ở đây các bạn ạ. Ok, chúng ta trở lại với bản Trống Trơ các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ bản ra đến địa điểm mà bà con làm, xem là đường xá nó như thế nào. Ok, xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Đây là cái đường ra. Đường này là đường ra nương lúa thế này. Trâu bò mùa này mùa rét hay sao nó về nhà, gần nhà ấy. Đường rất là lầy lội luôn. Đường ở trong bản này kinh khủng luôn ấy. Ô, con trâu này ngoan đấy. Trâu này hiền thế nhỉ. Ở trên này mà bắt đầu mùa đông rồi, lạnh lắm các bạn ạ. Mình đi hôm qua nhức hết cả đầu, rét quá. Này thì hôm nào mà bà con rỗi thời gian một chút thì có thể làm cái đường ở trong bản này cho bà con đi lại cho nó sạch sẽ, không nhìn nó bẩn quá. Chào em. Hả? Đi xem làm lúa nương à, làm đường. Ui, lần đầu đi cái đường này các bạn ạ. Úi dồi ôi, quả đường này được đấy. Đây chắc bà con sửa từ đây đi này các bạn này. Nhéo nhé, nhéo nhét thế này đi kiểu gì này. Ui, chỗ này là chỗ nhà Asu đây này. Cây ổi này đẹp thế. Cây như cây cảnh luôn. Cây ổi đáng đẹp thật đấy. Úi dồi ôi, quả đường này. Đường này đường về nhà A Chao đấy các bạn nhé. Một mình một nhà, mình một vương quốc luôn. Đi xuống không biết là tí có đi lên được không ấy. Đi đường vùng cao mà lâu lâu các bạn thấy một cái cửa như thế này là cửa người ta rào trâu bò đấy các bạn. Trâu bò không đi qua, không vào nương.
quả đường này thử tay lái đấy. Chạy có phát là xuống vực luôn. Đây nhà trao đây này, một mình một nhà đây. Đấy, ra khu vực này, khu vực lúa nương rồi đấy. Kìa, thấy dân bản kia rồi kìa. Ô, gặt lúa à? Lúa tốt thế. Không đi sửa đường à? Không ạ, bà đi rồi. Bà đi à, hôm nay có đông không? Sửa bên này à? Đi xem tí đây, tí quay lại nhá. Tí đi xem quay lại gặt lúa nương. Ui, nhìn cánh đồng lúa nương nhìn thích thật đấy. Xin chào cán bộ. Sửa đường. Hôm nay đi đâu mà đi bên này? Hôm nay đi xem bà con tí. Ra bên này cảnh đẹp quá. Ui, trâu mới đẻ này. Xin chào. Ây da, xin chào. Anh em. Anh em đang thiết kế cái gì đây, cầu à? Cầu sạt à? Đây các bạn này. Gọi mãi thằng ấy không được. Ừ. Ui, chỗ này khó làm đấy nhỉ. Ừ, chào anh em nhé. Nho rồng nhá. Quả đường này vừa rồi chắc là bị lũ sạt lở hết rồi. Xưa là kè mấy. Khó áng. Cái này á, nếu mà muốn chắc ấy, muốn lâu thì làm cái cầu sắt. Thật. Thì nước nó qua dưới thì không bao giờ nó sạt được. Năm nào cũng sạt á? Căng. Đấy, gặp lại toàn thể bà con chống chơ sau một. Mua mua nhà là hay đấy. Mình bằng này thôi, không ít người lắm. Mua nhà hay rồi đó. Thế là đường này, đường là đường đi đi sản xuất. À, đường đi sản xuất. Từ đây là khấu người mông mà từ đây đến đây được rồi, không người mông. À, nhìn từ bên dưới đường ấy lên đẹp lắm, bên này màu vàng đẹp. Ta hả? Rất đẹp. Kiếp nhờ nó sạt xuống đây nhiều đá to thế nhờ. Ở trên này nó là ấy à em? Anh câu ở trên này nó là suối à? Suối to à hả ông? Không to đâu, cái này thì nó từ mưa mới có này. Nó mà làm xong để mới là nó làm nên cái mắn nữa nó xuống là ruộng chỗ này đấy. Nên mà dây chua này hỏng như này. À đây đây đây. Cái ống này gì? Đúng mà trừ nắng rồi là về cái kia thôi, cái bên kia thôi, cái này nó không có. Nó mà phải từ từ làm đủ thế nào thì trừ mưa to mà tí để làm xung. Nhưng mà nó không mưa to thì nó làm từ từ. Lâu ấy. Không mưa to làm từ từ. Này chỉ làm tạm thời thôi. Để mà chắc thì khó chắc. Đi đi còn xa không chú Tổng? Chú Tổng. Đi đi qua đây còn xa không?
cũng xa đấy. Xem sửa cái đi tận đâu nè, ra tận ruộng thôi. Ui chỗ này sửa đi được xe máy vất vả phết đấy chứ. Đây bà con mở được những cái đường này mình phải ghi nhận đấy, tại vì một bên này là đá, một bên này là vực, rất là vất vả luôn. Mà ngày xưa là bà con là mở bằng tay các bạn nhé. Cái gì đây? Biển gì đây? Biển chả thì ghi thế này. Thông báo tất cả mọi người đi qua phải đóng cửa. Bây giờ đường đi xa thế. Cô dâu 15 tuổi. Nhỏ rồng. Nhỏ rồng. Xin chào em. Xin chào các người đẹp. Đang sao lại đi ăn trộm ngô thế này? Hả? Chào người đẹp. Cho lấy cái ngô về làm gì đấy? Ăn à? Cái gì nhỉ? Cô dâu 15 tuổi. A Thành đi đâu không đi làm à? A Thành đi lên rừng. Lên rừng lấy gỗ á? Vẫn chưa đủ cơ à? Chưa đâu. Nó làm nhà to thế, làm vừa vừa được quá. Không biết hả? Không biết phải hả? Cô dâu 15 tuổi. Dạo này ngủ ở cái nhà, cái lán kia có rét không? Không đâu. Không rét đâu gì? Dạ. Thế thằng Thành sáng đi tối về à? Vâng. Ok, chuẩn bị mấy hôm nữa là có nhà rồi, cố gắng lên. Đây, mở đường gọi là đường. Xin chào người đẹp. Nhớ rồng ấy. Nhớ rồng. Lúc nãy anh đi nhầm xuống đường nhà em ấy. Tí nữa anh đi vòng vòng ở dưới này hay sao đúng không? Ôi giời, may thế, không đi, mình đi đến qua đến nhà em bắt đầu anh mới nghĩ thế nào, anh bảo chắc này không phải, quay lại hỏi. Quay lại lên bản hỏi thì mới bảo đường này. Lấy hàng gì? Dạo này lại buôn hàng online hàng gì đấy? Online nhưng mà là... Hàng gì? Thảo mộc à, bà bạn. Thảo mộc á? Sữa rửa mặt á? Là... tăng cân với giảm cân với... người bán được cho người Mông tăng cân giảm cân cơ à? Ấy già nhỉ? Bảo em giỏi đấy. Biết bán hàng online là giỏi đấy. Trên này họ trồng được ấy nhiều cỏ voi phết đấy nhỉ. Cỏ voi cỏ viếc nhiều. Cái này mà nương lúa của bọn em này gặt, sắp gặt chưa? Mai gặt rồi. Mai bắt đầu gặt á? Tức là làm đường xong là mai gặt à? Thế trên bản mình có đất trồng quế không đấy? Có nhưng mà chưa học. Không biết là ai trồng đó, ai trồng đó. Chưa biết khu vực nào. Phía trước này là ba đồng chí phát đường đi trước. Đúng là mở đường vùng cao này vất vả thật đấy. Đi còn xa không lả? Ngay đây thôi. Mở ra ngay đây là hết rồi, sắp hết rồi gì? Đến cái cây kia không? Hả? Đến cái cây kia không? Qua đồi kia. Qua cả cái đồi kia cơ. Gần xa hết nhỉ? Ôi những cái đồi này anh thấy bỏ hoang này nhỉ? Không trồng cái gì à? Trên này này. Khi nào ngô trồng. Phát chai là mới trồng cái này. À thế à? Nhưng mà đợi cũng biết có hay không. Thế cứ gặt lúa xong đi. Trồng cây thì phải gặt lúa xong mới có trồng chứ. Hả? Đây đến khu vực này là ra đến nương rồi. Chào A Khay.
một cái vực cái này cơ mà không có một cái cây gì mà chắn thế này mà đi xe máy thì cực kỳ là nguy hiểm luôn các bạn ạ. À còn đường này là đường vào Háng Gàng đây này. Đây, đường này đường đi vào Háng Gàng, Háng Gàng không phải quả núi này đâu nhỉ, qua quả núi này nhỉ? Qua sang bên kia là đến anh ạ. À? Qua bên bên kia núi là đến. Qua cái quả núi cao này là bên Háng Gàng. Ờ. Đấy, mỗi khi mình đi vào Háng Gàng là đi cái trống trơ là nó nằm ở tận ngoài cơ. Cái cầu nó nằm ở cách đây thì phải đến mấy cây số ấy, phải đến chắc phải đến 3 cây ấy, đi từ đến cái đường này cuối cùng là một cây chín. Ờ, đường đất mình đây á? Vâng, không phải cái nhà cái đường này từ nhà sang bên này là một cây chín. Đi vào Háng Gàng là một cây chín thôi á? Không, đến nương mình thôi. À đến nương thôi gì? Đi vào nếu mà từ cầu trống trơ mà vào Háng Gàng á nó phải tầm khoảng 9 cây. 9 cây đến gần 7 8 cây tầm ấy. Xa lắm. Cái lúa như thế này thì hiệu quả thế nào được nhỉ? Cái này lúa nếp nương à? Vâng. Mình có bán không? Nếp đỏ à? Đây nếp đỏ, nếp nương người Mông mà rất nhiều bác hỏi trên kênh là có sản phẩm nếp nương bán không. Thì năm nay trong cái thời gian tới thì kênh sẽ kết hợp cùng bà con. Mình sẽ đưa ra cái sản phẩm này. Đắt, nói chung là đắt nhưng mà nó ngon. Đúng rồi. Người ta ăn ngon chứ không quan trọng tiền. Nhiều ngon mà lại nó sạch. Tức là cái này là không thuốc, không thang rồi là không có thuốc gì sâu. Tất cả là không có một cái gì hết. Đảm bảo. Chả phân do còn chả có. Bên này không có một nhà nào. Không có ai. Toàn nương hết à? Dốc quá, giờ không làm nhà được nhỉ. Đi tận tận chỗ nào tận cái cây kia là hết à? Qua cái cây to kia 200m nữa. Ui xa thế cơ. Đấy, như thế này mới biết là bà con vùng cao vất vả như thế nào. Một đường thì một năm phải sửa mấy lần. Để mà đảm bảo đi làm thì phải mưa xuống lại phải đi sửa. Không sửa không đi được. Ừ. Cứ mưa phát là đi hết. Lại phải sửa tiếp. Kiểu nó thế mà. Cái này mà có điều kiện đổ bê tông 50 phân để bé nó cũng được. Ừ. Tí nữa là về à hay là ăn cơm ở nương ấy đấy. Em về. Về hết rồi á? Thế à? Cứ tưởng là mang cơm ra tận đây là ăn làm đến chiều tối. Khu vực lúa như thế này mà bà con có nước nhỉ để làm thì tuyệt vời đấy. Còn thay cái lúa nương này bằng lúa ruộng thì nó hiệu quả kinh tế rất là cao. Mà cái thửa đất rộng này có thể là tận dụng để trồng quế hay là trồng các cái cây lâm nghiệp khác, phát triển kinh tế. Còn phụ thuộc kết của lúa nương này thật ra là nó không có cái, nó không hiệu quả. Trở lại với anh em làm kè xem. Làm kè quả này là phức tạp phết đấy. À chào là nhà ngay đây đấy nhỉ? Nhà ngay đây nhỉ? Sao em ngày xưa không làm lùi lùi ở trong này đất cả bằng hết à? Đây là đất của họ. À, không phải đất mình à? Cái khu này đẹp đấy nhá. Nhỉ? Yeah. Khu này của ai đẹp phết này? Của nhà nào đây anh? Khu đồi chẩu lên cái lườn lườn này này. Đây này. Đây này. Của em. Nương bằng bằng A Hồ à? Đẹp chưa? Cái này mà để lâu dài thì bà con làm cái cầu gỗ còn hơn. Còn hơn kè này. Kè này là mưa là nó sẽ sạt. Kè thì có nhiều đá, kè đẹp lắm, kè
được 2,5 mét cơ mà. À. Thì đẹp 2,5 mét mà bằng cơ mà, nhưng mà sau những máy trận là đi hết là cứ phải sửa này đi tạm. Cứ sửa dần đi tạm thôi đúng không? Nên này cái cầu làm từ chân chân thằng ấy này qua lên đấy thì có mấy mét thôi mà, 7 mét. À tủa này thì bầu đấy không ra đây à? Đi chăn trâu rồi à? Bây giờ có thêm con trâu là thêm bận đấy nhá nhỉ. Ngày nào cũng theo đít trâu mà nhỉ. Nhưng mà có là có vốn đấy. Có đùa. Con đấy mai 2 năm nữa xem. Có một hai năm nữa là có canh ngay, không phải tỷ phú nhưng mà chục phú ở đây. Chục phú là có đấy, có tiền chục là có. À châu là khỏi, về về được bao nhiêu ngày nhỉ? Được em về được trong khoảng 20 ngày rồi. 20 ngày rồi. Vâng. Bây giờ khỏi hẳn chưa đây, xem phát này. Khỏi rồi. Đâu quay má đi rồi. À đây. Đây là vết khâu đây. Bây giờ là khô hẳn, nó không có hiện tượng mổ mếc nữa đâu gì. Không đau, không nhức gì đi kìa. Không, bình thường như là trước rồi. Thế là tốt rồi. Không bị đau, không bị chạy mụn miếc hết gì. Khô hạng. Thế là khô hẳn. Khỏi hạng. Con nhỏ quá, nhỏ lưu nó đéo nữa. Mảnh án cho sâu xuất đề thế, mồm nó sát đó chịu nữa. Rồi thì cố gắng thôi, tập trung làm ăn thôi. Bệnh gì không lo rồi. Tí sang nhà chơi nhá. Hả? Ừ, tí qua nhà em chơi, anh chưa được thăm nhà em bao giờ. Ok. Trong khi anh em kẻ đường kẻ cầu ở đây thì A Chao đang mời về nhà chơi để ăn lúa mới các bạn ạ. Trưa nay thì anh em trong bản lên giao lưu cùng nhà A Chao. Anh em làm sau nhá. Em về trước đấy nhá. Đi bộ à anh em hay có xe không? Đi bộ. Vừa đấy là vượt đấy là làm đường thì đi xe vướng lá. Đây quả nương lúa đẹp thế, bát ngàn luôn các bạn, đẹp thật. Một mình chị Dê đang gặt lúa nương ở kia. Từ chú chị Dê ơi, từ chú mà có cái cây xoang hay cái gì, chú vào chú láng vào cái đồi kia. Là của nhà Hồ. Lên đây là cả từ bãi này đến ở đầu kia kìa. Đây 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 đẹp thế. Đây là của A Hồ. Đẹp nhỉ. Đây mà trong năm nay thì phải thu được từng khoảng 60-70 bao. Đẹp thật đấy. Lúa đấy, lúa tốt nữa. Dê 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 dê. Chứng tỏ là có mấy loại đúng không? Loại bên này thấy khác loại như loại bên kia. Nếp. Loại này là tẻ. À, cái này là tẻ thôi à? Vâng. Thế bên kia là nếp à? Vâng. Sao nếp lại nhìn như kiểu tốt hơn đấy? Cái kiểu nó hạt to hơn, nhìn như thế thôi, nhưng mà kiểu như cái bông này không dài như cái tẻ này. À đi à. Bông đây thì bên này là nếp đúng không? Vâng. Ô, xem lúa nếp phát thôi. Nếp nương với mông. Ngon lắm. Đặc sản của Tây Bắc ấy. Nếp nó có mấy loại à? Nếp có mấy loại, nếp này gọi là nếp gì? Dạ biết. Cái giống ấy. Ôi, cái này không gặt nhanh rồi dùng hết, cái này nó cái này gặt nhanh lắm. Nó già lúa quá rồi. Không phải, cái hạt nó là đúng rồi, già, nhưng mà cái đấy là làm thì lúc nào nó cũng rụng nhanh như thế mà. À thế à. Ui. Lúa nếp đẹp thế. Nếp nương đấy các bạn, làm bánh, làm trái hay là... Nói chung là cái bác nào mà muốn tìm hiểu về cái sản phẩm nước nương thì gọi điện với số bán hàng. Bên mình sẽ thu nhập của bà con về. Vài hôm nữa sẽ bắt đầu có sản phẩm này. Nếp nương với mông. Đây. Ơ sao lại có hai kiểu gặt à? Vâng. Một lấy từng bông. À. Còn cái kiểu gặt kia là gặt lấy cả cây. Thế mình mang về mình mới tuốt á? Vâng.
Tốt lên ở đây tốt cái máy bé bé đấy quá. Em mua được một cái máy mini tốt này, em tốt cái máy mini. Ờ, cái máy mini đấy gì? Cái này làm cái nhà ra đây em ạ. Đẹp quá. Bằng đẹp thật. Mùa lúa nương cực kỳ đẹp. Đây, chúng ta đã đến nhà Trao rồi các bạn ạ. Một nhà cách với bản khoảng chắc phải đến hơn cây nhỉ? 800m. 800m à? Vâng ạ. Một mình một vương quốc ở đây các bạn ạ. Và đây là một cái núi rất là cao, cái nền nhà này rất là cao luôn các bạn ạ. Đào thấy A Chao vừa nói là đào cái nền nhà này mất 12 ngày. Hai bản giúp đỡ chứ không phải một bản. Chống chơi đâu. Còn cái cảnh của nhà A Chao thì phải nói là còn gọi là trên cả tuyệt vời chứ không phải là tuyệt vời nữa. Siêu đẹp luôn. Thoáng đãng. Không gian thoáng đãng các bạn ạ. Mình thích cái view như này. Thích ở những cái vùng nó có cái view đẹp như này các bạn. Bên dưới là suối nhá. Suối trống trơ. Nói là cao vẫn chưa cao các bạn ạ. Kìa, nhìn thấy có một bản ở trên kia không? Bản kia là của xã khác các bạn nhé. Bản kia là bản Pahu hay sao ấy. Cháu ơi, bản kia là bản gì ấy nhỉ? Bản Pahu à? Còn háng gàng mà đi háng gàng thì nó nằm, nó cứ đi theo cái đường này sâu tít, đật vào tận trong cái núi ở trong này. Đấy, trẻ con đi học và người háng gàng đi ra ủy ban ấy. Đi ra thị xã thì đi đường thủy điện này nhá, nhưng mà háng gàng mà đi ủy ban thì cứ vòng tít mít ở tận trong, vào trong cái những cái hùm khe sâu kìa. Vòng ra xong mới vòng lên đây. Ủy ban ở xã Pahu nó nằm ở trên cái đỉnh này. Đấy, đúng cái chỗ ngón tay mình chỉ này. Nên là háng gàng đường đi nó khó khăn lắm. Khó khăn nhất trong các bản ở đây quá. Có nuôi nhiều gà không? Ít thôi à? Đâu, trong nhà thế nào? À, cũng có bếp riêng ấy chứ? Vào nhà. Ừ. Ồ, có khoai người Mông à? Vâng. Tí làm nồi canh khoai em ạ. Vâng, khoai sọ. Ừ. Đây là bếp của nhà Chao các bạn. Có bếp riêng. Rất là ấy, đẹp. Đó. Trên này là nhà chính. Nhà cũng gọn gàng phết đây. Đây là đẹp rồi. À, A Chao tí nữa là anh xem có cô chú gửi tiền cho em thì tí anh đưa luôn nhé. Vâng ạ. Đây là trồng này có ăn đâu. Thế là khoai người Mông là thu rồi à? Dạ. Trên nương còn nhiều không khoai? Nương hôm nọ em trồng nửa một mạnh nửa tầm khoảng 3-4 bao, nhưng mà bán hết rồi. Bán hết rồi. Cái này là cái mẹ của nó này. À, cái này cái to à? Cái bé của nó mới ngon chứ. Đây. À. Mang đi bán hết rồi. Cái này có bán không? Cái này bé thế. Cái đấy là vợ bạo đà vào đây làm giống. À, để làm giống à? Vâng. Tưởng bán thì để anh luôn, anh thu mua cho luôn. Thì anh lấy thì bán cũng được. Ừ. Bán và tặng luôn cho anh. Không, tặng đi, bán. Ơi. Vì là cái sản phẩm này nó mới, cái khoai sọ người Mông anh thấy nó ngon. Còn bên này đặc sản măng ớt thì các bạn biết rồi. Trên kênh đang bán kết hợp cùng bà con đây này. Đây, măng ớt người Mông huyền thoại này. Có hai kiểu làm các bạn nhé. Cái lọ này chắc từ năm ngoái rồi quá. Vâng ạ, đây là từ năm ngoái. Em phải đổ nước vào một tí thì nó mới trắng măng. Đây này các bạn này, ăn măng ớt ở nhà các bạn lưu ý nhé. Là khi mà thấy nó nước nó ngót xuống như này mình têm thêm một tí nước vào. Đấy. Nước vào thì nó mới không đen. Nước ớt đấy. Kiểu lúc nào là cái này nước nó không đến đây là mình lại cho cái lọ nước ớt này vào. Vâng. Đúng rồi. Thì cái măng nó lúc nào nó cũng trắng như này. Đấy. Còn đầu trên mà không có nước là nó sẽ bị đen. Nó sẽ không ngon nữa. Đấy. Còn cái kiểu này là kiểu măng dã của người Mông thì kiểu này ăn cũng bình thường. Tốt nhất là làm kiểu này, ăn kiểu này. Mua trên kênh thì các bạn biết rồi đấy. Lọ này rất là ngon. Đây lọ ớt, bên này là lọ măng. Măng này để tôi được tầm một năm thoải mái các bạn nhé.
Đấy, hai thanh niên bắt gà. Úi, ai à? Ô, tôi chết rồi. Bên này được rồi, được rồi, bên này được rồi. Đóng cửa bắt gà trong nhà. Rồi, ok. Đúng là bắt gà ban ngày đấy, không để đơn giản đâu. Sốt thì là đúng luôn đã. Ừ. Hai con à? Hôm qua bắt một con rồi à? Hôm qua bắt một con đây là lúa buộc đấy. Thế lúa mới đâu? Xem lúa mới xem nào. Đây là hôm qua em vừa sát thì thôi. À. Mới tí thôi. Đâu? Làm bát cơm ăn mới. Ừ. Đúng theo phong tục người Mông là lúa nương này mình phải làm lúa mới đấy đúng không? Đúng rồi. Ừ. Để sang năm nó lại ra nhiều hơn. Ờ, ăn lúa mới để mừng cho sang năm lại có lúa nhiều hơn. Đấy, lúa. Cái này nếp hay tẻ nếp chứ? Cái này tẻ rồi. À, cái này tẻ à? Vâng. Sao nhìn giống hạt lúa nếp ấy nhỉ? Mới thì như thế. À, mới như thế này. Anh thơm lắm. Ừ, nhờ, ui thơm thế. Ngửi rất là thơm. Như kim kim mùi cốm ấy các bạn ạ. Công nhận. Các bạn ơi, vào đây A Chao có mời mình một cái bánh rất là thơm, nếp nương của người Mông các bạn ạ. À, bánh này giống bánh rậm à, bánh ngọt ở dưới kia thôi, giống cái bánh gai của mình ấy hả? Mời A Tú nướng khoai. Đó. Nướng khoai người Mông nhá. Bây giờ mình sẽ lùi hai củ khoai này tí nữa mà ăn cho các bạn biết đặc sản như thế nào. Ngon lắm. Có con dao không em? Anh cắt cái này ăn một nửa thôi, ăn nào được hết cái này. Đây các bạn nhé. Mình cứ tưởng là bột nghiền nhưng không phải đâu, còn nguyên cả hạt gạo này em ạ. À, biết các bạn có nhìn có bắt nét được không? Vào bên kia nghe nó cho trong bạn ăn hay phết. Nhưng mà ăn nó có cái gì? Ôi cảm giác nhai hạt đấy. Nhá. Giống như là bánh bột nha, bột kiểu bột nó thô thô ấy. Hay biết. Có vị ngọt ngọt. Khá hay. Mời các bạn. Phong tục của người Mông. Hôm trước là có một cái con trâu của bác này á, cái trong cái thời gian mưa bão đấy các bạn. À, thấy A Chao kể là con trâu ấy đang ăn ở trên kia mà chủ nhà đuổi về phát nó quay đầu phát là trời mưa nó trơn quá nó trượt từ trên bên dưới hòn đá kia trượt phải đến hàng mấy chục 50 mét lao thẳng xuống đây xuống nền nhà xuống đằng sau nhà A Chao và bị chết. Sợ nhờ mà sao dài thế này mà nó lại không phanh được nhỉ? Hay thật. Bảo sao trượt từ tận trên cao kia xuống mà sao nó không phanh được mà nó cứ trượt. Trơn quá à? Ừ. Con này chắc cũng đang chửa bụng to quá hay là nó ấy. Đi xuống là chửa phát là nó trượt quá là không phanh. Không phanh được, cứ thế là lao bốn chân xuống. Ừ. Thế là bây giờ là chết ở đây là phải gọi hồn về đúng không? Gọi hồn con trâu về nhà các bạn ạ. Đây này rơi xuống tả ly nhà A Chao. Đấy. Cái tả ly nhà A Chao được cao lắm. Cao qua nóc nhà luôn. Con trâu rơi phát xuống đây chết ở tại đây đúng cái hôm mưa bão đấy các bạn. Đúng cái hôm mình có cầu bơi ấy. À đấy một người nào râu nào. À nó chuẩn cho tổng đốc biểu hoạt động hộp biểu hồn châu à chỉ có con à sự căn trở sinh là đang trong sức lắm chỉ có con chủ quân chủ lâu chỉ có con ý gì là tốt sinh nhỏ chủ quân chủ lâu cũng lấy mù lâu ô mà tổ sao tổ thơ à cú à à nó chỉ có chơi nhau nó chỉ có chế nhỏ à à thế à chủ quân chủ lâu à chỉ có như ý là tốt sinh nhỏ à chứ chứng cho nên cho dễ à chứ chứng à chứa sâu tổng sâu chứa à chứ là chủ quân chủ lâu à lấy mù cho con mù à, cho nó chỉ cho nhau à, nó giờ chỉ cho cứ à, lấy mù cho à, mù cho con mù nó đâu nó à,
Đấy. Rồi hồn con trâu ra khỏi nhà, đi về với nhà chủ các bạn. Rất là hay. Anh em bản đang chuẩn bị một cái món đặc sản mà mình rất là thích luôn. Đó là món khoai sọ người Mông. Lúc nãy mình cũng đã nướng thử rồi, ăn thơm ngon thật đấy. Tí nữa mình sẽ mua về mấy chục cân để gửi cho các bác. Dưới xuôi hôm trước có nhiều người dặn rồi. Ngon thế. Con trâu đi chưa ông ơi? Đi rồi. Đi rồi à? Để cho nó đi đi nhá. Vâng, cho nó đi. Nhà nó tốt rồi, nó không. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Đốt vàng tử tế, cắm hương ra ngoài tử tế đấy, đừng có đùa. Đuổi hồn trâu đi. À. Lại bây giờ lại lấy con cho mua một ít muối mà muốn mình xem thì mới đi tốt. Tức là bây giờ mổ con gà ra để xem nữa. Nè, cũng gà rồi tí mình xem chân á. Xem chân nên mình làm cái con gà này xem là biết ngay nữa mà. À, nó biết ngay à. Hay là cho mình muốn mình ăn cung này thì nó cảm biết. Nó đi hay chưa? Nó chưa đi lại làm con nữa. Xong là có một mẩu à một miếng sườn sườn lợn nữa. Sườn lợn nhưng mà không có đâu. Đây làm gì có xương. Gần Bắc ra thì cho một ít hành nữa vào gì. Ôi ôi thơm nưng ngon. Đây. Đặc sản măng ớt người Mông là sử dụng vào cái món kho cá chim các bạn ạ. Thật ra là món này mình cũng chưa được ăn đâu. Hôm nay mới thấy thôi. Bên này thì nồi luộc gà bản. Cầm chưa chưa rồi nhìn những cái món ăn này hấp dẫn quá các bạn. Cực kỳ ngon. Đây là kiểu chấm gà đặc trưng của người Mông các bạn. Rất là ngon, đó là dùng cái gan gà giã với muối ớt mì chính. Ớt người Mông. Ừ, ớt người Mông. Đó. Bên này thì gà bản của A Chao là thơm nức lên này, dậy mùi. Cực kỳ ngon luôn. Thấy ngon ngon này. Thực ra một cái bì nó vàng nó xóe này. Rông gì, gia vị gì kia? Lá rừng. Lá rừng. Vâng. Lá rừng xào lòng. Chưa được ăn kiểu này bao giờ. Thơm nức nhỉ. Luộc cùng với nước mà khoai sọ. Ok. Mấy mâm? 3 mâm à? Bây giờ để tao chờ. 3 mâm. Đấy, cúng cơm mới kia kìa, còn có cả cơm đây, còn dư lại đây này các bạn này. Đấy, mình quên không được quay cái cảnh cúng cơm mới đấy. Cúng xong rồi các bạn nhé. Anh em ơi vào đi. Đây các bạn này. Đấy, mừng lúa mới của bà con trống trơ đây. Ăn lúa mới. Sang năm được nhiều lúa hơn phải không? À, các bạn ơi, hôm nay phải nói là rất là tình cờ và vui. Khi mà cũng tình cờ vào thăm lúa nương của bà con thôi, thăm cái cảnh công tác thôi. Nhưng mà hôm nay A Chao là có tổ chức một cái bữa mừng lúa mới mà rất là vinh dự được gia đình A Chao là mời đến đây.
Rất là cảm ơn nhé. Vâng. Cảm ơn và chúc mừng cho A Chao là có mùa bội thu, sang năm mới là ngày một phát triển hơn nữa. Nhá. Thu được nhiều hơn nữa. Năm nay cũng là rất nhiều đấy, nhiều đấy. Nó mà mấy kia là phải hứng một tí máy cân cho đi ăn tí mướn. Vâng. Và cái phần thứ hai hôm nay thì cũng xin được chúc mừng cho A Chao và cảm ơn tới tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ A Chao đi mổ cái bệnh của A Chao là viêm má này, bây giờ là đã lành rồi và bệnh đã phải nói là đã khỏi rồi. Thì tiện ăn mừng mùa mới thì A Tú cũng xin bản giao luôn cái số tiền còn dư khi mà đi viện nhé, A Chao nhé. Cái này thì để A Tú đọc luôn cho gia đình xem phát nhé. Chú Tuấn ở Hà Nội này 1 triệu này, chưa rõ tên ngày mùng 2 tháng 8 1 triệu này. Cô chú Hùng Phương Ueda 1.141.000 này. Chị giấu tên ở Na Uy là 5 triệu. Thì hôm ấy anh đưa cho em là 8.141.000. Đấy, và sau đó tiếp tục được nhận được thêm là Đỗ Thị Lan Oanh này 500.000 này. CR 500.000 này. Anh chị Tuấn Hiền này 1.390.000 này. Phạm Thị Thanh Thảo 1.500.000 này. Đoàn Kim Hoa 500.000. Vậy là hôm nọ đã đưa cho em là 8.141.000 cộng với cái tiền viện phí hôm nọ em đưa giả lại anh rồi đúng không? Thì cộng với hôm anh đưa cho em là 500.000 nhỉ? Thì là tổng là A Tú đã đưa cho A Chao là 8.641.000. Đấy, thì bây giờ thì chúng sẽ lấy cái số tiền tổng này trừ đi cái số hôm nọ đưa cho thì còn dư bao nhiêu thì đưa cho Chao nhé. Hiện tại là số tiền dư của A Chao là hiện tại bên mình còn cầm là 3.890.000. Đấy, hôm nay thì đi thì cũng không chủ động là lên nhà A Chao mà không biết là có đủ tiền để đưa cho em không nhé. Bây giờ em cứ nhớ là anh còn cầm của em là 3.890.000, cứ tính là 3.900.000 đi. 3.900.000 nhé. A Tú sẽ xem chỗ này có bao nhiêu thì đưa cho A Chao. Đã không đủ thì hôm nào anh lại đưa tiếp nhé. Đây 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này. 3 triệu bao nhiêu nhỉ? 9 ạ. 3 triệu 900 này, 500 này. 1, 2, 3, 4, 3 triệu 9 nhé. Và đủ nhé. Đấy, bây giờ là chân thành cảm ơn với các mạnh thường quân giúp đỡ A Chao. Bây giờ là bàn giao hết số tiền cho gia đình nhé. Vâng, thế thì em cảm ơn các mạnh thường quân với các nhà học tâm với các chú các bác đã quan tâm đến em đi khám bệnh. Hôm nay là em đã khỏi về rồi, em cảm ơn tất cả các chú các bác và các mạnh thường quân luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn làm được những cái gì tốt đẹp, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Nào, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em nhé. Vâng, cảm ơn. Là anh trai thay mặt cho em với lại gia đình cảm ơn cây để là Tú cùng với lại tất cả các mạnh thường quân và các chú các bác cả quân gia đi chiếu bệnh cho Chao tất cả các chú các bác rồi các mạnh thường quân luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt trong công việc. Rồi, cảm ơn nhé, cảm ơn là câu nhé. Nào, bây giờ thì mừng lúa mới thôi, trở lại với chủ đề chính các bạn nhé. Nào, rồi. Xin mời nhé. Vâng, chúc mừng của A Tú. Rồi. Anh em ở bên kia đâu? Vâng, bên kia. Mùa rúa, nào, lên đi. Hai con rúa. Nào, 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, 4. Này, đúng chất Tây Bắc luôn, rượu bằng Bắc. Mừng lúa mới. Ok. Rượu ngân còn lúa mới. Đây, cơm lúa mới, ăn thịt gà bản, cực kỳ ngon. Thịt gà bốc. Ngon cực kỳ các bạn.
Thầy cúng làm mấy bát rồi? Chưa được bát đâu á? Chưa hết à? Xem nó cái chân xem nào. À đúng rồi. Đi đã. Xem đi xem cho con trâu nó. Ấy bây giờ phải xem không rượu vào xem sợ nó chưa về. Vậy làm con nữa ấy. Là sai của tờ ca to ca mua. Không, nó xem phải có ý kiến cả cái này vào. À. Cái này là làm đi lý. Vâng, làm lý kiểu như là ăn cơm mới thì phải xem cái chân gà với đầu gà rồi. Cái này là đi theo ai không xem cũng uống mà xem cũng uống để kể lại cho. Không biết sao thì đẩy vào. Không biết sao là cũng là nói chuyện là có ý. À, tức là lần lượt cái chân gà này được đi quanh mâm à? Nhá. Đây các bạn ạ, cái món phải nói là gắn liền với cái tên tuổi của những cái đơn đặc sản trên Bái mình. Là cái chim bua đi hủ đấy. Quay sọ với mông, quay nương nha các bạn nhé. Đại chim bua đi ta. Đây nó bở này mà ăn nó rất là thơm. Thơm, ngon lắm. Ừ. Được kỳ ngon luôn. Nó nào sẽ đủ nào món bị chân gà rồi. Xem nào đấy, ai đủ rượu đủ đấy. Đủ rượu đấy. Không đủ rượu thì chân đẹp chứ. Chân này chân ăn ăn cơm mỡ. Cơm mỡ. Con chân này là chân con trâu hồn con trâu. Chân trâu của tao. Có ở nhà hay không? Chân gà đen này xem kiểu gì nhỉ? Cái này là xem năm mới là có bìa gì không? Gió lò là có hổng thâu đúa không đấy. Nếu mà tôi xem nó không hổng. Không hổng nó gì? Không hổng. Nó mà hôm nay năm vẫn mưa vẫn nắng bình thường này, đúng không? Tôi không biết là cái có cái quả này mà A Tú là cho cái hưởng cái treo thì là nó này. Bởi vì tôi không biết. Nó mà sẽ ra trong này hết rồi. Ra trong này là bao nhiêu bao hóa tiền này ra trong này hết rồi. À thế. Đâu biết sao mà tưởng là mất nó mà có hiệu quả. À. Có hiệu quả. À, có hiệu quả. Đấy, đấy mình sao xem hồn con trâu đi. Cái này mà điển nhất. Cái này tao đổ về nhà đùa hết. À, đổ về được rồi gì? Hai chưa đổi được cái mai thì con nữa lại giống bằng nhau hết không ai mà say tí nào cả. À. Thế là cho nó để lắng đấy. Cái nào nó mà đi, tôi sẽ nói để cho một đơn. À, cái nào nó đúng cửa chát hết nhờ. Đúng cửa chát. Thế là tôi cứ xem thử xem. Đấy, phong tục đấy, là xem chân gà của người Mông. Thật ra là rất là hay. Cái này là chân này thì quá đẹp rồi. Nó có đẹp đó. Chân này, chân này quá đẹp luôn. Chắc là chờ A Tú là có nhiều khách là mổ rất nhiều đến, rồi. Đến ai à? Cái này là bác, cái này bác Diệp. À. Hay là nó uống cùng nho luôn một thế nhá. Tức là xem chân gà là phải uống. Chú nó lâu vậy, nó chưa lâu. Ổn nữa chưa vào nhà này, cái này không không sao đâu nó mà nó có tài khoản thì là nó làm thế thì mình nhìn cũng khó một tí. Thì cái tài khoản này Tú do cho treo thì nó ra tài khoản. Cái này nhìn mà không phải mơ tài khoản. Mà cái này thì cái này thì là mình lấy châu về hưng, châu vào thì nói chung là châu thôi. Nó mà vào chung như thế là mình không làm cái lý như là mai kia thì treo cũng xí đâu uống. Thì là nó là cúng thì là tày mà nó có cái con trâu vò rồi. Mày hồn này, hồn con trâu đi về rồi. Cho đi về thôi. Không ở đây nữa. Thế như thế mà cái mày cúng thì là tìm sức nhiều hơn. Nó mà hôm nay thì mình làm thì nó ít hơn, nó chỉ có bữa này thôi. Ok. Tôi phép biểu chẳng biết đúng chưa nó mà các cháu cứ nghiên cứu đi. Là phải uống, đúng không? Phải uống. Cái này là nghĩa là uống để chúc mừng gia đình. Nó mà thế là làm sao à?
cháu làm sao chú uống chưa mà cháu cháu cần tay một tí rõ làm cùng nhau luôn tí nữa mới làm chứ sang năm lại còn được nhiều hơn ấy à đấy lại tiếp tục không bên kia bên kia chụm một cái nào anh em chụm cái xem thanh niên bản uống nào ăn đồ mới cho nó cãi nhá khí thế nhá mừng luôn mới anh trao mà cạn nhá chào vô tiếng mông ấy mai ba không mai ba đi vô một hai ba không hai ba không hai ba uống thằng thằng mông rồi một đồng hồ kinh một đồng hồ mông hồ kinh là hồ mông E O B Ho E O B Ho E O B Mệnh Mệnh nhá hô mệnh nhá nhá bắt thật à đầy chàng đấy đúng là chất chai rừng về đoạn một bát rượu không điêu một tí nào bát này bằng khoảng 10 chén đấy chả đủ loại ok tuyệt vời đấy giật đấy được đấy nào bên này các cô các chị đâu rượu đâu à, lại hết rồi I O P tàng đấy, đúng phong cách là người vùng cao ăn mừng là phải uống rượu bằng bát đúng chất luôn lim xài đấy, đi vào đấy. Nào, IOP phát nào. IOP sao? Vâng, IOP đều. Trộm lên. Mí rượu. Hó, hó, hó. Ấn lên đấy, lâu lắm. Hả đi. À. Đấy, phong cách của các chị em vùng cao ấy, tuyệt vời chưa? Chúng mày lớn nhất thì có chúng mày cách hơn là mà. Hào đi, hào đi, hào đi để cho các bạn xem các cô các bác nào không nào. Hào đi. I bo be hào. Hào mày nhá. Hầu mệnh là uống hết các bạn nhé. Hầu là uống. Hầu chớ là uống rượu. Đấy. Các bạn cứ xem kênh gái bản từ giờ đến cuối năm kiểu gì cũng biết tiếng Mông khá khá nhiều. Ok, đấy thấy chưa? Uống chất chưa? Nửa bát rượu. Tự nhiên nhá. Uống đi nhá. Ôi giời ơi, cậu chớ rồi, say rượu rồi. À, các bạn ơi, một bữa cơm rất là ngon và đầy tình cảm của anh em chống chơ sau bao nhiêu ngày A Tú không được gặp mặt bà con ở tại đây. Thì thật sự là rất là vui luôn, bữa cơm lúa mới các bạn ạ. Bây giờ cũng đã muộn rồi, mình cũng xin phép bà con là về trước. Tại vì là nhà mình xa đây mà. Đây có một hai chén rượu vào nên thôi túc tắc về dần dần uống nước. Không ngồi đầu về thôi. Mình không ngồi lâu này thì rượu nhiều lắm, sợ về lại các bác lại phạt cho. Mà đi đường nó không an toàn đấy. Ok, và có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Nhà mình ở tít chỗ giữa tay mình chỉ nhá. Núi này là vẫn là bản Tà Thơ thôi. Tít chỗ trắng trắng kìa. Đấy. Về thôi. Bây giờ là anh xin phép nhá. Vâng vâng, xin phép. Cảm ơn A em. Tú nhá. Hôm nay là vào A Tú đã vào đêm
viên dự với em vì là cái cơm mới. Cơm mới. Em rất vui nhưng mà muốn là A Tú với anh em vào đây là chơi thì chơi đến cùng, nhưng mà rồi. A Tú có công việc nhiều em cũng không muốn giữ lại rồi. Mời anh Tú về nhà nha. Rồi cảm ơn nhá. Hôm nào lên nhà chơi nhá. Ok. Đây vợ chồng A Trao còn tặng cho A Tú một túi khoai về biếu vợ A Tú này các bạn này. Đấy, cảm ơn rất là nhiều vợ chồng A Khoai A Trao rất là chú đáo. Vâng. Cảm ơn nhá. Mùi Thế xin cảm ơn. Đúng nhá. Chào anh nhá. Vì hôm nay là ngày gì anh Tú đã vào đây. Rồi, gì rồi, cảm ơn em. Anh em nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Về nhá. Mùi Thế.